Xin chào anh em. Hiện tại đây là cái vườn dừa. Cái vườn dừa của mình thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em và sẽ đi một vòng quanh cái vườn dừa này để xem đây có thể kiếm được tổ chim hay là cái gì không. Ít nhất thì quay cho anh em xem cái khung cảnh trong đây. Thì cái khung cảnh vườn dừa này trước đây mình có nuôi mấy cặp chim chích chè thang sinh sản trong đây nè. Thì mình nuôi mà kiểu thả ra rồi để cho nó sinh sống trong khu vườn dừa này nè. Ở con trống thì ngày trước mình nuôi nhốt trong chuồng, rồi nó kêu xong con mái nó bay về và nó làm ổ con trống thì mình nuôi thuần rồi, nên lâu lâu mình thả ra con chim chích chè thang á, thả ra mùa sinh sản á, thả trống ra để cho nó đạp bắt cặp sinh sản. Qua mùa sinh sản thì mình sẽ cho con chim trống nó vô lòng nuôi lại. Thì giờ mình sẽ quay cho anh em xem xem cái khu vườn này. Đây, trái dừa nó mọc lên, nó rụng mà nó mọc lên cây luôn nè. Không có ai trồng, mình trồng thì lụm về trồng. Mùa khô đây nó mọc nhóc này bưởi. Còn phía sau này là ruộng lúa. Ruộng lúa mình mới vừa nước lũ mới vừa qua. Thì lũ nó qua rồi, giờ nó đang bắt đầu giật nước lại rồi, chuẩn bị cho xạ lúa mùa mới. Đây, đất ở nhà mình. Còn giờ mình sẽ đi xung quanh cái vườn dừa này để xem cái bắt được, xem tìm được tổ chim hoặc là tổ gì không. Chứ cái mùa nước lũ mới lên đó thì sau khi nước nó ngập hết tới ruộng đó, thì chim chuột rồi rắn rồi nó chui vô đây nè, chui vô mấy cái đám này nè, nằm trong đây nhiều lắm, ếch nhái đều nằm trong đây nè. Đây có mấy cái hang rắn lượm đây cũng nhiều, nó chui vô đây nó sinh sống rồi xung quanh nó ngập hết rồi đó. Giờ mình sẽ đi vòng coi có gì không. Đây thì nó ngập rồi, không có đường đi vô. Có đường mà đi vô nó. Để mình đi sơ một vòng thôi. Chủ yếu tìm mấy tổ chim chè thang nó còn không. Cái cây thì bưởi quá trời nè, cũng không có ai ăn nè. Bưởi nè, bưởi rụng nè, rụng dưới đất nữa kìa. Ngoài đó trái bưởi. Nhà mình quê thì trồng cây trái vậy thôi chứ cũng không có ai ăn. Dừa cũng rụng, dừa nó để nó khô rồi nó rụng xuống. Trái nhóc mà rụng đầy dưới nước. Trái dừa khô. Dừa nước thì cũng nhiều lắm. Trái dừa uống được đó, chứ không phải là cây dừa nước. Trái dừa nè. Đây có trái dừa khô mà rụng xuống dưới nước mà nó mọc lên. Nó mọc lên thành cây dừa luôn rồi. Đó, có anh em nào muốn trồng thì lụm vớt cho trồng. Dưới đây thì mương này cũng có cá, cũng có nhiều cá lớn lắm. Có mấy cá hồ được dưới đây. Như con rắn. Mấy tiếng bò. Lùm trong đây. Chim sâu đỏ đỏ là nó cũng hay làm ổ đây. Cái này dừa nè. Cái này dắt mấy cái ổ chuột trên đây. Thì hôm nay chủ yếu mình đi thôi. Đi quay xung quanh cái vườn này cho anh em thôi. Xem lại tại vì cái khu vườn này kỷ niệm của mình nhiều. Trước đây mình nuôi chim nuôi cò đó, hôm nay nên giờ anh quay lại xem thì thôi, chứ cũng hôm nay không có muốn bắt con gì, để cho tụi nó sống ở đây. Lại cái khu vườn này mình định dự định vài năm nữa, mình không làm nữa thì không làm trên phố nữa, mình về đây mình bơm cát xuống mấy cái mương nè, bơm cát xuống mấy mương bắt đầu mình trồng cỏ. Trồng cỏ có cây dừa rồi sẵn rồi nè, thì mình sẽ mua mấy con hù sao, mấy con
lấy sừng á, nuôi mấy con đó mình cho nó thả quanh quanh đây, mình rào lại. Đây xung quanh đây thì cũng đất của mình không à, đất vườn này xung quanh của mình hết. Nên cái vườn dừa này của mình đó, là giờ mình đi dòng cứ xem thôi, chứ hôm nay chắc là mình không bắt. Còn trái thì quá trời nè, bữa chín nè, bữa già nè, bữa nó mọc đầy hết cũng không có ai ăn, nó cũng rụng ở dưới đất. Nhà thì có hai anh em thôi, mà em mình cũng đi làm suốt, mình thì đi làm trên phố á, thì cũng không có, lâu lâu mình mới về quê thăm quê thôi. Giờ ra thăm vườn dừa này, đây bưởi nè, mình ra mình thăm vậy thôi, chứ cũng có ba mẹ ở nhà thôi, cũng không có ai chăm sóc, không có hái đâu, nó cứ mọc đầy vậy đó. Cá thì dưới mương nhiều lắm, bãi ếch nữa nè, cái bãi này ếch nó nằm. Dừa nó rụng nó mọc lên cây ngoài kia nữa, dừa khô dừa gì nó khô rồi nó rụng đầy hết. Đầy quá vậy trái hả, trái nó cũng khô rồi vậy thôi chứ cũng không ai ăn. Là trái bưởi này chín ngon nè, trái bưởi này là ăn ngon rồi nè. Đây đất, đất này hiện tại đang trồng lúa nè, nước nó giật dần rồi, giật chắc khoảng tuần nữa là bắt đầu làm lúa lại được rồi. Đất rộng còn rồi đó, quá trời luôn. Toàn bộ đất nhà mình không nên mình định rào lại, rào ra tới lộ, xong rồi bơm cát vô đây, bơm mấy mương này cho nó ấy lên, xong rồi mình trồng cỏ, cỏ sữa rồi đó, cho cỏ thế này nè nó mọc rồi lên cũng được, xong rồi mình thả hu thả sao rồi vô. Cây trái thì giờ nó lớn rồi, có chỗ cho nó trú rồi. Đây cái vườn bưởi, giữa cái vườn dừa thì nó bưởi trồng xung quanh, cái ở giữa thì nó sẽ có nguyên vườn bưởi dày đặc. Thì cái vườn bưởi dày đặc này là ngày trước mình hay làm mấy cái clip mà bắt chim trong đây, bắt mấy cái tổ chim á. Cỏ này tốt nè, cỏ sữa nè. Mình hay làm mấy bắt mấy cái tổ chim ở bên đây nè, thì là trong vườn này, trong này chim nhiều lắm. Chim chim sâu đỏ đỏ nè, chim hút mật nữa đó. Giờ thì mình đi ngẫu nhiên gì đây chắc không có, không thấy. Mà nếu mình chịu khó tìm thì mình buổi sáng ngồi ở dưới gốc cây này xíu à, nó hót là có. Mấy bữa này ngon à, ăn được hết là già nhóc. Nguyên cái vườn bưởi nè. Đó, cái này là nuôi nai, nuôi hu rồi nhung, nuôi mấy con lấy sừng nhung rồi đó, là thầy luôn. Nhung hu rồi, mình đi ra. Này là cái vườn bưởi, giờ mình sẽ đi ra sao đi tiếp. Mấy ao cá, cá thì trước mình nuôi cá tre, cá rồng rồi dưới đây nữa nè, mấy cái mương này nè, trước nuôi cũng sắp sinh sản rồi mà do cứ bắt lên kiểm tra hoài làm chết con mái. Cái cặp cá rồng xưa mình nuôi dưới mương này nè, nó quấn với nhau lắm, nó sắp sinh sản luôn, bắt lên cá mái nó tức nước sao nó chết, bắt lên cái mình xịt mấy con cá phi rồi đó, mình sợ nó đẻ ăn. Hồi xưa không biết nên dài dột làm vậy, bắt lên con mái nó để lên thao á,
thì lo ngồi bắt mấy con cá ở dưới đây thì quay lên ảnh ngợp nước thả xuống lại nó chết máy đi, mà mổ bụng ra toàn là trứng không. Mương này cá trê cá lóc thì cũng nhiều lắm, nước lũ nó mới ngập lên nên giờ còn cao nè. Trái dừa này ngon lắm, nước mọng nước tròn do luôn. Đó, vườn này đây bơm cát vô nữa nuôi mấy con thú sướng luôn. Thì cặp bên cái vườn dừa lúc trước mình trồng sầu riêng, nhưng mà nước lũ cao quá phải nhổ sầu riêng lên. Mấy vườn dừa nè, ngon chưa? Có mấy cây dừa quá trời trái luôn, trái sung xê luôn. Này đây mà đi vô nữa thì còn dừa với bưởi. Còn dừa mình đây thì mới trồng nên chưa lớn. Quả này mình làm lướt ngang qua, có đường mà này nó cũng còn ở đây thì cũng chưa có cây gì to nên thôi đi dừng lại đây này. À, đi qua cái này đây cây to chưa có. Đây cá dữ lắm. Rảnh ra đây ngồi câu cá. Cá này là cá tự nhiên nè, cá không nuôi nè. Nước lũ đợt vừa rồi nó ngập lên đây nè. Ngập lên xong rồi rút lại thì cá nó còn nó sẽ trú vô đây nè. Nên dưới đây cá dữ lắm. Lúc mình cần thì mình sẽ tát lên bắt cá trong đây. Cá này cá tự nhiên luôn nè. Thấy nó nhớp trong đây nè. Có mấy cây sầu riêng nữa nhưng mà nước ngập cao quá mình nhổ lên hết rồi. Giờ còn thêm mấy cây dừa thôi. Chim cò. Đây, mấy cái này cá mới giữ nè. Mình để lục bình rồi vô đây nè. Có lục bình rồi vô rồi có rau muống rồi cá nó sẽ mùa nước lũ nó sẽ vô tập trung rút vô trong đây nè. Rồi. Còn đây là đồng ruộng. Đó. Đồng ruộng này nó dài tích lên trên cái trên kia. Mình đi một đường dài vậy đó, đi xuống mấy ngoài thôi. Đây là cái khu vườn mang nhiều kỷ niệm đối với mình. Trước đây nhỏ mình ở nhà thì suốt ngày mình cứ ra đây bắt chim, bắt cá nè, rắn, ếch, chuột, đủ thứ. Buổi tối ra đây sôi có rắn, có chuột còn nhiều lắm. Bên khu này còn mới trồng cây nó chưa to, bên đây cây to rồi, đây chắc ếch nhiều, rảnh rỗi ra đây cắp cỏ ếch còn rồi. Nước mương cá nè, cá ở đây cũng nhiều lắm. Vô tới đây thấy gió nhiều không? Tại vì cây trong đây nó nhiều quá. Thì
gió nhẹ vô lá rồi nó xô qua xô lại nên vô đây mát. Rồi cảm ơn anh em, hôm nay mình chỉ đi tham quan cái vườn thôi để gợi lại vườn dừa của mình, để gợi lại mấy cái kỷ niệm cũ xưa mình nuôi chim rồi thôi. Cái hiện tại thì mình đi làm trên phố xa xôi rồi, không có về đây nhiều, lâu lắm có khi cả năm mình mới quay lại một lần, có việc gì đó thì mình mới quay về. Thì dự định tương lai của mình chắc cá gì mới ụt lớn quá trời luôn. Dự định tương lai của mình thì chắc làm thời gian phố mình sẽ về đây mình bơm cát, nuôi bò, nuôi nai, nuôi hu, nuôi mấy con đó ở trong đây thì làm ruộng thêm, công việc nó nhẹ nhàng. Về quê chứ nó thấy sống không gian nó mát mẻ, trên Sài Gòn thì nó tấp nập mà nó có nhiều tiền, về quê thì nó ít tiền nhưng mà được cái nó mát mẻ. Như về quê mà sống vận động chăm mấy con thú đó, xong mấy con thú nó sinh ra tiền cho mình, nó hơi chậm nhưng mà được cái nó mát mẻ, nghĩ lại nó yên bình nữa, thời gian nó không có thấy thời gian nó dài lắm. Sống ở quê thấy ngày nó dài chắc gấp 3 lần ở trên Sài Gòn, tại vì trên đó mình thấy quay qua quay lại hết ngày rồi, còn dưới quê mình cứ lục lạo này kia không thì, hái trái rồi làm này làm kia thì thấy nó lâu hết cái ngày, nên cuộc sống quê thì nó đáng sống, nó yên bình hơn. Còn Sài Gòn chắc cũng chỉ nơi kiếm tiền thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chúc anh em có nhiều sức khỏe. Đây cái khu vườn ký ức của mình. Rồi, cảm ơn anh em. Với lại hiện tại anh em mình ở đây nó xây cái nhà yến nè. Nên nãy giờ cứ nghe chim hót suốt là do cái nhà yến này nè. Chim nhiều lắm nên nó xây nhà yến nè. Ở trong giữa cái vườn dừa nè. Thì nó xây cái nhà yến nè. Nên cứ nghe tiếng chim chích 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 đó là tiếng kêu của yến, nó dụ yến về đó, thì chim yến nó ở trong đây. Rồi, ở trong khu vườn dừa nè, có nhà chim yến, có cá, có đồ, như sống luôn trong khu này là khỏi đi đâu luôn, bắt cá rồi hái trái cây ăn trong đây, rau rác đầy đủ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip.